Kính thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng đây là một khoảng sân trọng của một ngôi nhà có tuổi đời hơn 100 năm ở tỉnh Sóc Trăng, một kiến trúc Pháp rất quen thuộc mà nhiều nơi trên đất nước Việt Nam vẫn còn lưu giữ. Nhưng quý vị sẽ thấy quen thuộc hơn khi mà tôi nói đây là nhà của Hội Đồng Dư, phiên bản ngoài đời thực của ông Hội Đồng Dư trong tuồng cải lương Tiếng Họ Sông Hậu của soạn giả Điêu Huyền. Ông Hội Đồng Dư là ai và tại sao xuất hiện trong tác phẩm cải lương kinh điển này sẽ được Ngọc Mai giải thích trong ít phút nữa. Còn trước mắt quý vị đây chính là một ngôi nhà cổ kính và rất ít người biết đến, thậm chí là người dân ở tỉnh Sóc Trăng, bởi nó tọa lạc ở một nơi không phải ai cũng có thể lui tới. Vì vậy, bên trong sẽ có nhiều điều đặc biệt. Trước tiên, xin được mời quý khán giả cùng tham quan ngôi nhà này qua những hình ảnh mà phóng viên chương trình ghi lại được. Ngôi nhà của Hội Đồng Dư hiện vẫn còn nguyên hình dáng, kiến trúc, nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Hiện nay, ngôi nhà tọa lạc ngay trong khuôn viên trường quân sự quân khu 9, phường 10, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Tuổi đời của nó đã trên 100 năm. Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích đất khoảng hơn 100m², kiên cố theo phong cách biệt thự của người Pháp, với quy mô 1 trệt 1 lầu, nhiều phòng nhỏ cùng nhà kho, khu nhà bếp và sân thượng. Từ ngoài nhìn vào, ngôi nhà gây ấn tượng với mọi người bởi nét quen thuộc của kiến trúc Pháp thường thấy ở Việt Nam. Bậc tam cấp trông vẫn còn nguyên dạng, những hàng gạch đỏ ao dù đã mòn theo năm tháng. Các cửa ra vào hay trên tường của từng căn phòng đều được thiết kế hình vòm. Cầu thang dẫn lên tầng trên, uốn lượn trông mềm mại, mượt mà cùng hàng chục bậc thang vẫn còn nguyên. Bên ngoài căn nhà còn có một cây nhãn, một cây anh đào, một cây còng, hai cây sứ trắng và một giếng cổ ước chừng bằng tuổi với ngôi nhà. Đặc biệt, giếng nước chỉ sâu khoảng 5-6m nhưng lúc nào cũng có nước. Trong khi cả vùng đất xung quanh trường bị nhiễm phèn thì nước giếng khơi này lúc nào cũng ngọt và mát lạnh. Trước đây, căn nhà Hội Đồng Dư được sử dụng làm sở chỉ huy của một đơn vị thuộc trường. Nhưng sau khi có thông báo của Pháp về tính an toàn của ngôi nhà không đảm bảo, nên đơn vị không sử dụng nữa mà để nguyên như vậy. Ngôi nhà cổ vẫn nằm im lìm một góc, mặc cho sự vận động của cuộc sống bên ngoài. Lẽ tự nhiên qua thời gian, kiến trúc ít nhiều cũng bị bào mòn xuống cấp, như đáng tiếc cho một di tích gắn liền với câu chuyện Hội Đồng Dư và cô Ba Phượng của một thời không quên. Thưa quý vị, vì sao phải nhớ đến cha con của Hội Đồng từng hà khắc với nông dân? Có lẽ cần mượn điển hình ngôi nhà của công tử Bạc Liêu. Người ta tìm đến nhà cậu Ba Huy như là muốn biết ngày xưa giới quý tộc Nam Bộ đã sống như thế nào. Còn nhà Hội Đồng Dư như một dấu vết còn sót lại của tầng lớp địa chủ, những người tạo nên mầm móng cho sự dùng lên đấu tranh của nông dân thời bấy giờ. Trong vở cải lương Tiếng Họ Sông Hậu, tác giả dùng hình tượng cha con ông Hội Đồng Dư đại diện cho cái ác, cho tầng lớp địa chủ bóc lột dân nghèo, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của khán thính giả.